đứng ở ngoài lòng mình hoa là công trình được đầu tư và thi công bởi tập đoàn Tân Quốc với thiết bị nhập khẩu của thương hiệu đồ họa lên núi hàng đầu thế giới Panamata đến từ Thụy Sĩ. Với chiều dài gần 2 km, đồ họa lên núi hàng hoa đưa du khách vào trải nghiệm hành trình từ ra đi tại trung tâm thương mại Tân Plaza thị trấn Aipa đến ga mường hoa vườn công viên khu du lịch Tân Quốc. Trời ơi, ngồi đây nhắn tin là làm. Tập đoàn Tân Quốc